Dạ con cảm ơn cô Chính đã đọc mấy bài giảng để tặng con và mọi người. Và dù cô Chính tiếng rất rè nhưng con yêu cầu cô Chính là ca cho con nghe vài bài. Và lúc mà cô Chính đi núi về ai về nhà nấy cô Chính. Nên cô Chính chia ca cái bài chia tay hay quá. Dạ con yêu cầu cô Chính. Dạ. ca cái bài ca chia tay ai về nhà nấy rồi đó, rồi Dạ. lên xe rồi cái không biết nói gì hơn rồi thôi, để ca cái bài ca chia tay để mà tặng cho quý bà con ở trên xe vậy thôi. Và sẵn dịp cháu Tùng yêu cầu thì tôi cũng cũng ca lại cái bài ca chia tay có hơi khang tiếng quý vị quan hỷ. Dạ. Xin mời chư quý vị đồng lắng nghe, cái này không biết niệm Phật không, không có niệm Phật là ca mà đâu có niệm Phật Dạ. đâu. Tôi biết nói sao đây trong phút chia tay này, nghe vấn vương trong lòng gì, biết mình sắp phải xa nhau. Ôi thôi nói không nên lời ba, ngày đường trải qua thiệt mau. Từ ngày cô bác mình leo núi, biết bao kỷ niệm vui sống bên nhau. Bỗng đâu phút chia tay này, nghe nghẹn ngào nói không thành câu. Nước mắt tôi lưng tròng ướt đẫm hết đôi bờ mi. Giờ đây ta hãy cố vui lên để quên nỗi buồn chia tay, về quê nhà ráng mà lo tu, nhớ trong tâm luôn niệm A Di. Rồi qua thêm bài nữa nha, Dạ. xin mời chưa quý vị lắng, tôi sẽ ca thêm một bài ca là đi núi về chia tay rồi bây giờ là về nhà phải cố gắng mà lo tu. Để xin mời chư quý vị đồng lắng nghe. Về lần này lo tu không thích ham những gì ở thế gian, dù cho có bao nhiêu tiền khi chết rồi cũng đành buông hết. Giờ thì mình lo tu gắng công phu để diệt trừ tử sanh, để sau này năm mắt nơi Phật tiên cứu giờ cứu viện, sống nơi cửa Phật nhãn an, đời con gì vui hơn. Khi thoát kiếp trần gian quên hết nỗi khổ sầu, sống đời lạc an có chi mừng hơn. Hai ráng hành đi ta sống hoài trên đất Phật, không khổ sầu vui quá chừng, mãi Dạ, kênh của mãi Mỹ Hiền thầy xin như chào cô chú và tất cả mọi người xem kênh ạ. Bữa nay có duyên thì con qua con gặp cô Chính. Và con nhờ cô Chính đọc giùm con cái tích trong cái quyển Hiển Đạo mà tựa đề là Phiên Tu Gấp. Con nhờ cô Chính chia sẻ giúp con ạ. Dạ, con mời cô. Cảm ơn cháu Tùng mà đã có cái lòng muốn cho cô chia sẻ Phật pháp. Nhưng mà đọc hồi nãy cái cuốn cuốn thêm sách giảng của thầy quyển một đó thì hổng gài trong mình nó cũng không có được khỏe, rồi đọc thì cũng cũng cố gắng lắm, nhưng mà nếu có được chia sẻ sớm nhờ quý vị cũng hoan hỷ và bỏ qua cho. Bây giờ cháu cũng muốn tôi chia sẻ thêm qua cái những cái bài của ngài Thanh Sĩ. Và vậy thì mặc dù tinh thần Phật pháp thì có đó, nhưng mà cái năng lực nó thiếu, tại vì ổng ngày không được khỏe, nó cũng uống thuốc mà 4 năm ngày nay. Nhưng mà với cái tinh thần Phật pháp thì tôi cố gắng có điều chi sơ sót, ngưỡng mong quý vị cũng hoan hỷ. Vì cháu ở từ ở ở đâu Tùng? Dạ, Tây Ninh. Cháu từ ở Tây Ninh mà xuống đây thì tôi không thể từ cháu được, mà trong mình không khỏe nhưng mà thấy tinh thần của cháu cũng cao rồi, thành ra cũng cố gắng. Có điều chi sơ sót ngưỡng mong quý vị cũng hoan hỷ.
Xin mời chư quý vị đồng lắng nghe trong cái cuốn Hiển Đạo của Ngài Thanh Sĩ mà trích đoạn ra trong cuốn Pháp Lý Trích Yếu, bài khuyên tu gấp. Nam Mô A Di Đà Phật. Mau thức tỉnh tu thân kẻo chạy đến tội rồi mời hối muộn màng. Lời của Đức Thầy. Đò đưa đã tới bến rồi, không lo thượng lộ còn ngồi văn giấy. Chim khôn thấy bầy thì bay, người khôn lội nước lấy cây mà dò. Bây giờ nói trước không lo, để khi đến việc ngồi mò sao răng. Muốn qua sông gặp đò đến rước, chớ chần chờ hai bước xuống đi. Xưa kia đã lắm điên trì, mới trôi lần đến thời kỳ nay đây. Lần này nếu người không hành đạo, muôn kiếp sau khổ nào vô cùng. Sanh vào trong cõi muôn luân, ngủ mê như thú ở vùng hoang vu. Không gặp Phật, không nghe được Pháp Đạo, không thông việc phước càng mê. Nạn tai hứng chịu chăm bề, biết ngày nào được vừa cài lạc ban. Kỳ này Phật dạy chúng sanh, nếu không hướng thiện phải đành tận tiêu. Đò đưa một chuyến cuối chiều, chế chẳng phải hút ai dìu đầu chân. Bây giờ chẳng chịu tu cho gấp, chừng đau đầu lập bập sao xong. Sao còn biết muốn thành rồng, người sao không già ước mong siêu phàm. Mang xác thôi không làm thẹn tôi, còn đem tâm đắm đuối sai xưa. Chẳng lo hành đạo sớm trưa, đổi thân sen bao thòm tho lâu dài. Sao lại chịu sống ngày thông khổ, không lo tìm kiếm chỗ thanh nhàn
xuống lên trong cõi thế gian, ăn cay uống đắng muôn ngàn kiếp quan. Sao chẳng chịu xét ra cho kỳ, chán thói đời dối mị gạt mình. Nào danh, nào lợi, nào tình, làm mồi để thử cho mình mắc câu. Sao duyên Phật khiến kiếp này tu được, ráng tu đừng bỏ cuộc nữa nam ơi. Tu một đời là giải khổ cả muôn đời, đã chịu khổ nhiều rồi đừng chịu nữa. Mau tìm coi an vui chư Phật ở, chớ tìm luôn trong kiếp bi khổ trần gian. Nếu kiếp này bên giác chẳng tìm sang, thì kiếp tới còn mang nhiều nghiệp bao. Biết thân sớm liệu cho mau, để khi chung cuộc về nào ăn năn. Lội qua biển khổ nhớ rằng, hãy đeo vật nặng nó trần chìm luôn. Trở về cõi cũ muốn xuống, giàu sang danh vọng ai buông cho rồi. Cha là tướng con hề rất thẹn, không được rồng cũng rắn kỳ lân. Xưa trần nay cũng còn trần, há không tuổi hổ với thần Phật sao? Thời mạt pháp là kỳ đại xa, luật tu hành chẳng có như xưa. Tại gia niệm Phật sớm trưa, cũng là được Phật đến đưa đón về. Người sẽ có liên quê đỡ gót, lại còn thêm lòng phép che thân. Lần này là dịp thoát trần, không tu thì chẳng còn lần nào tu. Hơi tàn mọi vật đều tàn, dù cho vật ấy nồng nàn yêu thương. Đời tan hợp là điều khó tránh, thân mất còn là canh người đời. Trong khi còn mây tất ơi, nên lo giải thoát hỏi người thế gian. Kỳ này Phật dạy chúng sanh,
Nếu không hướng thiện phải đành tận tiêu. Đò đưa một chuyến cuối chiều, chạy chân phải hút ai dìu đồ cho. Nam mô Di Đà Phật. Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị và chư quý đồng đạo, tôi xin thành lòng đọc lại trong cuốn Pháp Lý Kết Yếu, kết trong cuốn Hiện Đạo của Ngài Thanh Sĩ qua bài Phước Đức. Bài của đọc của Ngài Thanh Sĩ và tiếp theo cái giảng của Đức Quỳnh Giáo Chủ là quyển 1. Nam Mô Di Đà Phật. Phước đức quý bạc vàng, những người bạc ác giàu sang ít gì. Phước đức là nguồn cội sanh tồn, phước đức là then cực lạc môn. Chúng sanh ráng lo môn phước đức thì không tiếc, ấy gọi là phúc. Thương người như thân tức đức. Không cần đem nói hết kinh thư, bao nhiêu đò đủ đời phúc đức. Mẹ đây con thật lòng nhân ái, cho một tiền phước đại dường non. Niệm Phật rằng niệm Phật bằng cả tấm lòng son, chỉ một niệm đủ thân Phật hiền. Cách ăn ở nôn dè dặt đến, ở luôn thiện tự nhiên người mến. Khỏi phải cần ruộng quên ép này, việc làm lành đâu từ lửa có tài, mà bất cứ là ai cũng được. Nghèo giàu cũng nên làm được phước, lượng khác nhau giá lượng bằng nhau. Nghèo một xu giàu đáng mười hào, vật tuy ít tâm nào phải ít. Đạo người nếu để mà lu, thì là đạo Phật khó tu cho rồi. Tu không phải với trời giới Phật, mà phải tu với vật giới nhân. Muốn tu thành Phật thành thần, phải đền bổ đức thì ân cho người. Làm một ma việc một lời, ân đức hơn ngàn và ngày kinh kệ tụng xuống. Thấy người khổ động lòng thương, đức cao hơn kẻ niệm xuống Di Đà. Phước do bố thí mà ra,
đức do lòng cứu độ mà phát sanh. Ngôi tiên quả Phật được thành do điều bố thí do tình độ dân. Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị và chư quý đồng đạo, để liên tục chương trình, tôi xin thành lòng đọc thêm bài Tài và Đức. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong đời người tài cao đức trồng hầu rõ thông, thiền giống lẻ nào. Lời của Đức Thầy. Con ơi, mặt người xứng tài đức, thần con nên chủ đức là hơn. Thật ra việc sanh tồn kỳ chốt, tài không hơn nơi đức con. Đức tuy không thấy mà còn, tài coi rần rộ mà mòn như cưa. Kẻ tự cho rằng khôn mà dài, người bị coi là dài lại khôn. Tài tiêu con đức thì tồn, đó là chung kết tri của môn mà đâu trần. Đức tuy không thấy mà còn, tài coi thấy đó mà mòn không hay. Đức thì được hưởng lâu dài, tài thì chỉ được hưởng xài ngắn mau. Người tu việc nghe đức phải trao, bằng câu niệm Phật bằng bao việc lành. Tài không đức chỉ chiêu quả khổ, đức không tài chỉ gá tài ương. Tài thêm có đức đồng chương, khác nào rồng được mây dương lấy mình. Đức không tài như dầu thiếu lửa, tài không đức như ngựa buồn cương. Đức tài có đủ hai phương, lừa dầu gồm đủ ngựa cương sẵn sàng. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị và chư quý đồng đạo, tôi thì cũng lớn tuổi rồi, cũng bảy mấy rồi, mà vì cái tinh thần đạo đức, rồi cháu nó kêu chia sẻ Phật pháp, đọc bài quyển một của Đức Quỳnh Giáo Chủ, rồi bây giờ tiếp tục qua giảng của ngài Thanh Sĩ. Đọc nãy giờ quý vị thương giùm tôi nghe, nãy giờ là cái tiếng nó ghè rồi mà trong mình không khỏe, nhưng mà vì tinh thần Phật pháp cao độ thành ra
sao thì sao, miễn quý vị hoan hỷ cho tôi, quý vị chấp nhận là cái hạnh phúc của tôi là tôi rất là mừng. Xin nghe quý vị nhận cho tôi cái lời này. Và xin cảm ơn cho quý vị. Kính thưa quý vị, kính thưa chư quý vị và chư quý đồng đạo, tôi xin đọc tiếp cái bài vô chấp của Ngài Thanh Sĩ trong cuốn Pháp Lý Kích Yếu, mời chư quý vị đồng lắng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng sanh mê nên đem pháp thuyết giải thoát rồi pháp bất khả dùng. Tu giả dối thành Bồ Tổ Âm Phổ, tu thật tâm được tu niết bàn. Biểu nhỏ nó dặn nhỏ đi chứ. Tu hành do ở tâm can, tu không thành ở chỗ mang bồ đồ. Thấy ai khổ biết nghe đồng tình, không lần chui học ý cùng thành Phật tiên. Liên qua có thiện được lên, dù người ấy chẳng mang tên đạo gì. Mang tên đạo mà đi làm dữ, thua làm lành chẳng ở phải chi. Phật thành do tánh từ bi, Phật không thành ở quy y bề ngoài. Bớt đi những thói hung hăng, sớm chiều ráng tập lòng hằng thiền lương. Thấy người bệnh tật biết thương, gặp ai đói khó biết nhường miếng ăn. Không cần mặc áo nhà tăng, đầy lòng nhân ai cũng thắng Phật đài. Chớ nên trao chìa bên ngoài, cần nên dọn dẹp mấy dồi mài bên trong. Tại gia hành đạo cùng nên, không cần cố chấp chùa nền cốc mang. Hứa tu thì phải y làm, ở nhà lòng chẳng nhiễm phàm là tu. Trao tâm trao trong chớ có trao ngoài, thế gian dùng tướng Phật ngài dùng tâm. Kệ kinh chẳng thuộc một lời, lòng từ bi có cũng ngồi tòa sen. Tu hung
Phật dạy hồi nào. Đời nay lắm kẻ hùng hào sự tố, tố cho sang chớ tố lũ bù, tố cho siêu thoát chớ tố tiêu hồn. Tu về cực nghi lạc tu không, tu nơi địa ngục tu phòng dài ngu. Cũng thời nhập đạo vào tu, người hầu Phật tổ kẻ hầu mà dương. Sự tu vốn có hai đường, chúng sanh cần phải tìm phương mà về. Đường ta càng y buộc kiếp mê, chỉ đường chánh mới tu tài giác quang. Đạo tà thường hại thế gian, còn đường đạo chánh luôn toan cứu đời. Đạo tà như đám sương rơi, còn đường đạo chánh như trời sáng rạng. Tà làm tối mắt người ta, chánh làm sáng mắt kẻ già khắp nơi. Chánh tà khéo chọn người ơi, bước sai một bước khổ đời muôn năm. Nam mô A Di Đà Phật. Hết rồi con. Dạ, dạ con xin cảm ơn cô Chính rất nhiều. Dù cô Chính khan tiếng nhưng mà vẫn tinh thần rất cao. Đó, cô Chính đọc 3-4-5 bài luôn. Cô Chính đọc một lượt, lượt trong vòng có 1 tiếng, dài tiếng hả? Dạ. Dài tiếng 4-5 bài luôn, thành ra tiếng tâm giờ. Dạ. Hết trơn, nhưng mà tinh thần cao độ. Dạ, dạ, con xin thay mặt tất cả các khán giả là cảm ơn cô Chính. Dạ, cảm ơn tất cả mọi người xem kênh ạ. Dạ.